Vài cơn mưa đầu mùa ở Gia Lai chưa giải được cơn khát do khô hạn thì đã khiến nhiều gia đình trồng sầu riêng mất ăn mất ngủ vì quá rụng đầy đất, thiệt hại nặng nề. Thì vừa rồi thì cái vườn mình bị thiệt hại do sầu riêng nó rụng nhiều không chú? Nói chung là cái số cây to là rụng mất thì gần một nửa. Còn số cây nhỏ nó rụng nhẹ thôi. Mình tính chỉ có mấy cây to. Mấy cây quá to là gió mạnh nó đung đưa mạnh rụng. Cái mức độ thiệt hại như thế nào chú nhỉ? Cái thiệt hại thì nó mất đi gần mấy cái to gần 50% đấy. Thế cái tình trạng này nó diễn ra nó nhiều không? Cái này thì thường thường nó hay đầu vào đầu mùa mưa. Đầu mưa gió lốc và tùy theo từng vào từng chỗ một. Tại các huyện Chư Pa Rông, Chư Sê, Gia Lai cũng xảy ra tình trạng sầu riêng rụng quả hàng loạt. Theo nhiều người dân, năm nay tỷ lệ sầu riêng rụng quả rất lớn do sốc nhiệt. Mưa chiều hôm qua là nó tầm khoảng 5 rưỡi, tổng thiệt hại trong vườn mình chắc thiệt 8 cây, một ngô đang đổ, còn rụng lạc đạc cây 57 tải, 50 tải thôi, chắc tầm khoảng 5 tấn á, tổng cộng là 5 tấn, 5 tấn rưỡi á đấy. Cái tổng thiệt hại thì tổng như thiệt nào? Hại khoảng 5 tấn rưỡi sầu riêng. Năm nay nắng hạn diễn ra quá gay gắt, nhiều vườn thiếu nước tưới khiến quả sầu riêng rụng nhiều hơn. Lúc có mưa đột ngột khiến người trồng trở tay không kịp. Thống kê toàn tỉnh Gia Lai có hơn 5.600 hecta sầu riêng, sản lượng ước đạt 44.150 tấn, tập trung nhiều tại các huyện Chư Pa Rông, Chư Sê, Iagrai, Đức Cơ. Ông Trần Xuân Khải, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho rằng nguyên nhân sầu riêng rụng do ảnh hưởng mưa lớn kèm gió lốc, sốc nhiệt.